Một lần nữa xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Old Trafford để chứng kiến Manchester United thi đấu. Cảm ơn anh và hy vọng tôi cũng là một phần trong nhà hát của những giấc mơ của anh. Michael Carrick, Valencia. Michael Carrick. Đồng đội đang làm rất tốt nhiệm vụ hỗ trợ cho anh ấy. Romelu Lukaku. Đường truyền của Antonio Valencia đã đưa bóng vào khu vực trống trải hơn. Siêu sao Pique. Và đồng đội đang theo sát phía sau hỗ trợ anh ấy tại khu giữa sân. Có khoảng trống. Anh ta rất cố gắng thực hiện cú sút. Đó là một pha tận dụng cơ hội không được tốt. Anh ta đã sút bóng vào bên cạnh nhiều hơn là vào tâm bóng. Tôi không biết là anh ta đang gặp áp lực hay không, nhưng dường như là như vậy. Pha sút bóng quá tệ. Vừa rồi là một pha xử lý tốt. Anh ấy thoát khỏi sự kèm cặp. Một cú sút rất đẹp. Anh ta đã sút bóng bằng chân không thuận. Anh biết đấy, rất khó để có thể ghi bàn. Và cho đến thời điểm này, trận đấu đã có rất nhiều điều để bàn luận. Vâng, đôi khi bạn sẽ thất vọng khi bỏ tiền đến sân xem đá bóng, nhưng không phải hôm nay. Raúl González thì còn cố gắng nhưng họ không giữ được bóng. Michael Carrick. Anh ấy hoàn toàn có thể sút ngay bây giờ. Đó là cách tuyệt vời để giành lại bóng. Pogba quá xuất sắc, một pha đánh gót rất tốt. Raúl González. Để mất quyền kiểm soát bóng nữa. Filippo Inzaghi, một cơ hội tuyệt vời. Chúng ta có thể thấy anh ấy đang cố gắng tung ra một cú sút rất căng. Đó là pha cắt bóng của Fabregas. Chúng ta sẽ có một pha phát bóng từ thủ môn. Anthony Martial, anh ta có thêm sự hỗ trợ khác từ đồng đội. Michael Carrick, liệu có thể nào? Thật sự rất đáng tiếc. Vâng, di chuyển không bóng rất tốt. Bóng đã chuyển sang cho đội đối phương. Pogba. Romelu Lukaku. Anh ấy đã thực hiện pha đánh gót. Vâng, cả đội đang lui dần về để bảo đảm an toàn cho khung thành. Đội tấn công này sẽ vô cùng nguy hiểm. Vâng, dường như hai cầu thủ này đang không hài lòng với nhau. Họ đang cố gắng biện minh trong pha bóng vừa xong. Manchester United được hưởng một quả phạt góc. Emilio Butragueño. Michael Carrick. Vâng, một trận cầu tuyệt vời. Phá cản và giành được bóng tốt. Họ có thể cơ hội đến với anh ta rồi. Huyền thoại Filippo Inzaghi. Đó là một pha cứu bóng khá tốt. Quan thủ môn nhưng không vượt qua được các hậu vệ. Trọng tài ra hiệu phạt góc. Và chúng ta đã đi hết nửa chặng đường của trận đấu. Hãy xem ý kiến người đồng nghiệp của tôi. Đó là một hiệp thi đấu quyết liệt với cả hai đội và họ thật sự rất tương đồng ở nhiều mặt. Tôi đồng ý với anh về điểm này, họ cần phải tổ chức tấn công nhiều hơn nếu như muốn tỏ ra vượt trội so với đối thủ. Cesc Fabregas. Cái cách họ phòng thủ, bảo vệ khung thành giống như là đang chống đỡ lại một đợt tấn công đe dọa đến từ đối phương vậy. Pha cản bóng vừa rồi vô cùng quyết đoán. Giờ thì bóng đã lăn ra xa khỏi anh ta. Romelu Lukaku, bóng được truyền lại giữa hai cầu thủ này. Bóng đang thuộc về bên còn lại. Vâng, một cầu thủ kỳ cựu chắc hẳn sẽ hòa nhập tốt với các đồng nghiệp mới của mình nhanh thôi. Không chỉ là một cầu thủ lớn tuổi nhất đội bóng, kinh nghiệm trận bạc còn là thế mạnh của cầu thủ này đấy. Raúl, một cơ hội nữa đã đến ngay trước mũi của họ nhưng đã không có chuyện gì xảy ra. Đây chính là điều tuyệt vời mà bóng đá mang lại. Nó luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ và không làm chúng ta thất vọng, phải không? Đó chính là điều khiến bóng đá trở thành môn thể thao vua. Anh biết đây, chúng ta có một khung thành trống, một quả bóng và một đám người là đã có thể có một trò chơi hấp dẫn rồi. Pogba. Michael Carrick đang tìm sự trợ giúp. Anthony Martial. Chuyền bóng tốt nhưng ấy vẫn thường làm. Nó đã ra ngoài sân. Anthony Martial.
chặn bóng thành công. Có sự thay đổi về quyền kiểm soát bóng. Để đáng ra đã có thể trở thành một cơ hội tuyệt vời rồi. Như vậy là thủ môn đã lao ra khỏi khung thành. Anh biết đấy, nếu như không quyết đoán trong pha bóng này thì hẳn đó sẽ là một quả phạt đền và một chiếc thẻ đỏ rồi. Thủ môn đã chơi rất hay. Tôi cứ nghĩ bóng đã qua vạch vôi nhưng đó quả thật là một pha cứu bóng rất tốt. Romelu Lukaku không bao giờ chịu bỏ cuộc và anh ta đã ngay lập tức giành lại bóng. Anh ta có khoảng trống. Inzaghi, thủ môn thi đấu rất tốt, chủ động ra ngoài cản phá bóng. Một pha cứu bóng quá tốt, cả hai đội đều đang cố gắng vươn lên dẫn trước. Sút đi. Chúng ta sẽ không biết được cú sút có trúng mục tiêu hay không vì nó đã bị cản phá trước khi đến với khung thành. Romelu Lukaku rất dễ dàng cho pha đánh chặn. Filippo Inzaghi để dũng vâng một cơ hội dành cho cầu thủ này. Anh ta đang cố ghi bàn. Wow, bàn thắng đã được công nhận. Vào rồi, một bàn thắng rất đẹp. Tôi đã nói với anh đó là một cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt và anh đã thấy rồi đó. Vâng, anh ấy không thể ghi bàn với công suất đó. Thật bất ngờ bóng đã nằm gọn trong lưới. Sau pha ghi bàn, tỷ số hiện tại là 1-0. Có một số bất ngờ trong pha di chuyển này. Và thế là họ đã làm mất bóng. Michael Carrick, anh ấy đã không để mất bóng. Đồng đội của anh ấy đang hỗ trợ rất tốt. Vừa rồi là một pha phối hợp tốt giữa hai cầu thủ. Romelu Lukaku. Thời gian bây giờ là 1 phút. Đó là một cơ hội để ghi bàn cho lúc này, cho đến khi hậu vệ đọc được tình huống bóng. Cứ tiếp tục thi đấu thật tốt. Cơ hội đã đây rồi. Vâng, đang chuẩn bị tung ra một cú sút. Trận đấu đang hết, tiếng còi chung cuộc đã vang lên.